welcome các bạn đến với mv nguyễn family Ch uh, channel à, hôm nay à, mình chia sẻ với các bạn một cái sản phẩm gia đình mình à, đang dùng và đã dùng một thời gian dài và có một cái kết quả mà mình à, rất là tâm đắc cho nên hôm nay mình muốn được chia sẻ với các bạn nha thì đây là cái chai nước uh, cây collagen plus c uh, cái mùi là mùi của trái lựu các bạn thì cái uh, trên cái chai uh, collagen này thì người ta cũng viết sẵn ra là để giúp cho tóc, uh, cho móng tay, cho uh, sụn và xương nha uh, và cái 4.000 mg uh, collagen plus antioxidants thì cái cách dùng uh, thì mỗi ngày các bạn chỉ uh, dùng một muỗng tablespoon thôi. Đó. Thì mình dùng là trong lúc mà buổi sáng sớm, chẳng hạn như 7 giờ sáng là mình uống. Và một ly nước lọc và một cái muỗng này à, em của mình thì đôi khi dùng là buổi tối trước khi đi ngủ miễn sao là nó cái bụng của mình nó cũng hơi vơi vơi đi một chút thì nó cái nước collagen này nó thấm vào thì nó sẽ tốt hơn mình muốn chia sẻ thêm với các bạn là tại vì sao mà mình tìm ra lại phải dùng cái collagen bằng nước thì cái lúc ban đầu á là mẹ mình nói là không biết làm sao mà ban đêm ngủ thì thấy trong người mình giống như có cái gì nó chạy rần rần rồi nhưng mà nó không có yên nó co giật vậy đó thì mình nghĩ ờ à, không lẽ mẹ mình bị phong thấp rồi hay sao nhưng mà các bạn biết á ở mỹ mà nếu như các bạn đi tới văn phòng bác sĩ mình diễn tả như vậy thì người ta sẽ cho toa thuốc bác sĩ cho toa thuốc rồi mua về uống thì mình cũng ngại là ví dụ như chưa đến nỗi lắm mà phải uống thì nó sẽ có những cái phản ứng phụ thì mình bắt đầu research và tìm những cái sản phẩm nào mà cho nó có vẻ an toàn thì có những cái sản phẩm thực phẩm chức năng cũng rất là tốt mình dùng bị lâu bị dài thì lúc đó thì mình cũng có đi costco thì costco ở bên mỹ là nơi mà bán wholesale những cái sản phẩm về thực phẩm chức năng à, như vậy thì mình vào mình mua cái uh, collagen bằng viên đó các bạn thì về uống thì các bạn biết là cái collagen viên người nó hơi lớn một chút cho nên đôi khi uh, uh, mẹ uống thì bữa có bữa không cho nên cái kết quả nó cũng không được như ý. Thì mình nói, à thì mình tìm cái phương cách khác, gì mà cho nó dễ uh, dễ dàng hơn mà nó thấm nhanh hơn trong cơ thể mình. Thì mình Google lên thì mình thấy à uh, collagen plus C. Thì cái lúc mà ban đầu thì mình cũng chưa có rành thì dĩ nhiên là mình cũng ngại là không biết là cái sản phẩm này nó có giúp được gì không thì uh, mình order thử một chai mình đi ra ở tiệm GNC đó mình mua một chai về và đi cho mẹ mình dùng thử thì sau khi mà mẹ dùng thử một chai rồi thì mẹ nó à, tự nhiên cảm thấy nó đỡ hơn ban đêm nó bớt cái uh, uh, như là nó chạy rần, rần 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 vậy đó thì mình bắt đầu mình order chai thứ hai và cái lúc mà order chai thứ hai nó thôi để con order luôn cho con con dùng với để các bạn biết đôi khi mình đi bộ đó uh, cho nên đi nhiều thì đôi khi cái đầu gối mình nó bị nhức là đôi khi thời tiết giao mùa nó nó chuyển thì mấy cái khớp của mình nó cũng hơi nhức nhức đó thì mình lên mình research thì mình thấy à, khi nào thì mình cần bổ sung thêm chất collagen và chất collagen dùng để làm gì trong cơ thể mình mà nó quan trọng đến như vậy đó thì theo như thống kê thì cái cơ thể của mình sau 25 tuổi là mình cần phải bổ sung thêm cái chất collagen đó tại collagen này nó giúp cho cái sự đàn hồi ở trong cái mô mô thịt của mình. Đó, cho nên mình phải cần có bồi bổ thêm để giúp cho cái xương, cái sụn và nhất là khớp. Đó, cho nên các bạn trong gia đình mà có người thân lớn tuổi hoặc là các bạn đã trên 25 tuổi thì các bạn nên mua cái collagen plus C này, à, về uống để mà mình tạo lại cái 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 chất collagen đó để giữ cho cái làn da của mình nó được à, à, săn chắc hơn, à, làm cho tóc của mình nó mọc nhiều hơn à cái móng tay của mình nó chắc hơn. Thì sau khi các bạn dùng một chai hai chai đi các bạn sẽ thấy nó có kết quả. Mình dùng đều đặn như vậy, cứ mỗi ngày một muỗng canh. À, đây là sau đây nó có sự chỉ dẫn này các bạn. những cái sản phẩm mà nói thật chứ à, từ từ USA thì nó rất là an toàn. Cho nên mình rất là tâm đắc với cái sản phẩm này và dùng đều đặn là cũng hơn 3 năm rồi Đó. À thì ngày nào cũng dùng hết đó các bạn. À, cũng thử qua những cái sản phẩm khác nhưng uh, cũng loại nước khác nhưng mà nó có cái vị nó không bằng cái mùi trái liệu cho nên mình 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 thích mình rất là thích dùng cái cái vị của mùi trái liệu này. Thì uh, các bạn biết đó, là đôi khi ở trong cuộc sống đâu có phải uh, cái gì mình cũng biết, có những cái mình biết mà mình nên chia sẻ với những người khác biết chừng đâu sau cái video này uh, có những bạn khác uh, biết Uh, những cái sản phẩm nào đó tốt hơn nữa thì uh, giới thiệu cho mình biết đấy. ha vì cuộc sống mà nó muôn màu muôn vẻ mỗi người biết một chút thì luôn luôn làm cho cái cuộc sống này nó tươi đẹp hơn à, và riêng cái sản phẩm này thì mình cũng đã dùng và uh, những người bạn bè mình quen biết mình cũng đã giới thiệu thì nếu mà các bạn ở mỹ thì mình thấy là cái giá uh, các bạn order trên uh, uh, online ở wargreen bởi vì wargreen họ không bán cái sản phẩm này ở trong tiệm nha chỉ có là GNC thì họ có bán nhưng mà cái giá thì nó lại mắc hơn đó cho nên mình nghĩ rằng các bạn nên order on Walgreen à, giá nó phải chăng lắm đôi khi nó có promotion 15% off rồi buy one get one off rồi mình nên xâm trữ trong để dùng cho nguyên năm đó thì mình thấy rằng nó rất là hữu hiệu mà nếu các bạn có những người thân trong gia đình mà có những cái triệu chứng giống như mình mới nói vậy đó giống gần là phong thấp vậy đó mà cái loại nhẹ đó thì mình cũng nên bổ sung đó bổ sung cho chính bản thân mình và bổ sung cho người thân cha mẹ của mình hay ông bà của mình thì đây cũng là một cái sản phẩm mà mình rất là tâm đắc và dùng trong một thời gian qua đó thì ngoài cái mùi uh, pomegranate thì mình thấy là ở costco họ cũng có bán cái loại uh, mùi kiwi với lại strawberry mình có mua thử và dùng qua nhưng mà thực sự mà nói thì cái vị đó nó hơi đắng đắng hơi hơi khó chịu một chút đó các bạn thì mình lại quay trở lại cái collagen plus uh, c này thì vừa collagen vừa có vitamin c thì nó hỗ trợ nó thấm nhanh hơn nha các bạn cho nên là mình dùng uh, thường xuyên mỗi ngày và sau một chai chai thứ nhì thì có thể các bạn có thể thấy được cái hiệu quả khi mình dùng nha thì thực phẩm chức năng thì có rất là nhiều những cái sản phẩm ngoài đó nhưng mà đôi khi mình không có biết mình sẽ chọn cái sản phẩm nào là thích hợp với mình đó. thì mình phải chọn phải dùng qua một hai loại khác nhau lúc đó mình mới sàng lọc và chọn một cái mà tốt nhất mà mình nghĩ rằng nó mang lại cái benefit cho mình gia đình cho nên là mình muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể tìm thấy và mua và hình như là các bạn cũng có thể order online ở walmart nữa đôi khi walmart cũng có bán nhưng mà thường xuyên nhất thì mình uh, hay order uh, những cái sản phẩm này ở trên Walgreens uh, Có một thời gian dài Walgreens không có promotion Coi như là mỗi chai là 19 đồng 99 Thì các bạn phải mua trên uh, 35 đồng hả? hay là 49 đồng 95 Thì uh, shipping sẽ được free đó thì mình biết như vậy cho nên mỗi lần mà mình tranh thủ mà có lên Walgreens website mà thấy là có uh, Uh, on sale, ví dụ 15% off thì Mình mua mình trữ uh, Để dùng trong một cái thời gian dài đó. Thì hôm nay uh, mình chỉ muốn chia sẻ Một cái loại uh, collagen plus C Dạng nước uh, Mà gia đình mình dùng Mà thấy có hiệu quả Mình muốn chia sẻ đến với các bạn Thì uh, biết chừng đâu qua cái video này uh, Các bạn xem xong Các bạn sẽ có những cái sản phẩm khác Rất là tốt uh, mà, mà mình chưa biết Thì uh, mong các bạn cũng chia sẻ cho mình biết với bởi vì trong cuộc sống đôi khi mình nghĩ rằng đâu có phải cái gì mình cũng biết đâu và có những cái mình không biết thì mình nên chia sẻ và có những cái người khác biết chia sẻ với mình để rồi mình ứng dụng để cho cuộc sống này nó được tốt đẹp hơn nha các bạn thì hôm nay là thứ bảy cuối tuần rồi cho nên ngồi đây video để chia sẻ với các bạn về một loại nước như thế này Ở bên Việt Nam thì mình nghĩ nếu mà các bạn muốn mua cái sản phẩm này Thì có lẽ phải tìm đến những cái nơi mà các bạn bán hàng của hàng sách tay của Mỹ Thì mình nghĩ là có bán đó Nhưng mà các bạn phải tìm cho đúng nơi để mà mua Để cho các hàng nó mua hàng thật nha các bạn Thì uống thì mới có cái quả Còn ở Mỹ thì chỉ cần order online ở Walmart hay là ở Walgreens là các bạn cũng có thể có một chai để sử dụng trong gia đình rồi nha à, chia sẻ với các bạn một chút cho vui à, trong ngày cuối tuần à, mến chúc tất cả các bạn và gia đình à, có một à, cuối tuần à, thật là bình an và hạnh phúc à, bởi vì trong cuộc sống à, chỉ cần có sự bình an phải không các bạn và còn có một cái sức khỏe tốt nữa bởi vì có một cái sức khỏe tốt là cái điều gì trong cuộc sống mình cũng có thể làm được à thôi video cũng đã dài rồi nha cho mình dừng ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới à, thân chào và hẹn gặp lại nhé